Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft 1.15 nha. Và ở tập trước thì mình đã xây được một cái căn nhà nhỏ nhỏ ở đây rồi nè các bạn ơi, để mình có thể sống trong thời gian sắp tới. Và ngoài ra thì mình đã chế tạo sẵn một cây cúp sắt từ tập trước luôn, nhưng mà vẫn chưa có kịp để đi mai nữa. Cho nên trong ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu một chuyến đi mai để tìm thêm khoáng sản, nhất là kim cương nha, để mình có thể nâng cấp lên những cái vũ khí, dụng cụ kim cương để sử dụng tốt hơn. Và gần đây thì mình thấy có khá là nhiều hang này. Để bây giờ mình sẽ xuống dưới thử luôn, và hy vọng rằng sẽ có than cho mình. Đó, cậu được ước thế luôn nè. Mình sẽ lấy than và sau đó chế tạo thật là nhiều đuốc luôn, tại vì trong người của mình bây giờ nó đã hết đuốc rồi. Mình sẽ gắn cái đuốc ở đây. Cái này nó dẫn xuống khá là sâu nè. Giờ thì mình sẽ lấy thêm ít than ở đây nữa nha. Đây, lấy than nè và làm thêm một lần nữa. Vậy là mình có tổng cộng được 11 cây đuốc hả? Mà kệ sao đâu, giờ thì mình sẽ thắp đuốc dài dài xuống phía dưới nha. Và dưới này đã có sắt rồi nè. Ôi đừng có hang cùng nha. Ui hang cùng rồi, nhưng mà mình nghe ở phía dưới này lại có một cái tiếng của con skeleton các bạn ơi. Nên mình nghĩ ở dưới sẽ có thêm một cái hang nữa. Để mình đào hết chỗ sắt này thì mình sẽ đào một cái đường xuống phía dưới để kiểm tra nha. Nếu mà có tiếng như vậy thì chắc sẽ có một cái hang mới cho mình á. Rồi giờ thì đào xuống dưới một xíu nào. Ở đây hiện tại chỉ mới là tầng thứ 37 thôi, còn khá là cao để chúng ta có thể tìm được những cái loại khoáng sản khác. Giờ thì mình sẽ đào sâu xuống dưới hơn một tí. Ủa, nãy rõ ràng nghe tiếng con skeleton ở đây mà ta. Ủa, hết nghe rồi. Không lẽ mình nghe nhầm ta? Không nhầm đâu, rõ ràng mình nghe tiếng con skeleton mà. Ui. Ủa, không nghe thiệt nè. Chắc là đó tiếng con skeleton các bạn ơi. Chưa, để bây giờ mình sẽ đợi thêm một đoạn nữa coi. Rõ ràng nghe tiếng, ui có than luôn nè. tuyệt vời đó. Mình sẽ lấy một ít than nữa nha. Đây, và làm thêm đuốc thôi. Mình cũng có mang thêm ít gỗ nè, để phòng trừ trường hợp mà mình hết que để làm đuốc ấy, còn có cái mà chế tạo thêm. Rồi giờ thì cắm lên một lần nữa. Ui, nếu mà không có thì thôi. Nè, rõ ràng có hang nè. Rồi, con skeleton đâu? Nãy giờ núp hả? Ui. Đằng kia có ánh sáng như lava các bạn ơi. Không, đây là một cái ravine. Ui. Ui, mấy con zombie này hù sợ thiệt luôn á. Ui giật hết cả mình, hồi nãy không biết mình giục cái block gì. À đây, giục mấy miếng thịt. Ui may quá, may quá. Ui shit nữa thì rớt xuống lava rồi nè. Ui thiệt tình mấy tên zombie á, không nên đứng sát rìa ngoài cái ravine đâu, vậy thì nguy hiểm lắm luôn. Rồi giờ tụi mình sẽ nhảy qua đây một cái nha. Sao đã... Ui. Ui dập mất tiêu cái đuốc rồi, thôi mình cắm lại cây đi. Sau đó mình sẽ qua đây và lấy sắt nha. Lấy cúp sắt đào đi cho nó nhanh. Nãy giờ mình đào được mới có 8 sắt thôi, chưa đủ để chế tạo một bộ giáp nữa. Mình cần làm gấp một bộ giáp sắt mới được, để chiến đấu cho nó tốt hơn. Chứ giờ chưa có giáp này, yếu xìu hòa, con skeleton với Reaper nổ nhiều khi lại chết á. Rồi, và đây nè. Được coi, tổng cộng là 18 sắt rồi hả? Cố lên 6 sắt nữa thôi là chúng ta đã có thể làm được một bộ giáp rồi đó. Đây, hy vọng hết chút. Ui, bị lọt dưới rồi. Cái này lại có thêm lava nữa. Ở đây có rất là nhiều đường luôn các bạn ơi, không biết đi đường nào để tìm kim cương nữa ta. Ở đây có nữa nè. Con mỏ vào một con Enderman. Con nên giết con Enderman 58. Giờ chưa có giáp á nha. Thôi đi. Bước cà kìa lại cà kìa, một hồi bị Enderman quánh chạy không kịp á. Tại vì khi mà mình không có giáp thì Enderman nó khèo tầm 2 đến 3 hit là mình chết rồi các bạn ơi. Lần này mình đang chơi chế độ khó nữa nên rất là nguy hiểm luôn. Bây giờ thì không phải kim cương, tới đâu kim cương chứ. Giờ thì mình đã có thể chế tạo được một cái bộ giáp sắt rồi nè, nên mình sẽ làm một cái lò nung luôn nha. Đây, giờ mình sẽ nung sắt ngay tại vị trí này luôn. Nhưng mà mình cần phải tìm than cái đã, nãy mình lỡ chế tạo hết rồi. Đây, có đường luôn. Ui, mình cũng mất xô nước luôn hả ta. Nãy mình đổ xuống để đi xuống dưới này nè, mình lỡ mất tiêu xô nước luôn rồi. Giờ mình phải trở lại bên đây cái đã. Rồi, lại đây nè. Ui, còn sắt nữa chứ. Suýt nữa thì mình lại quên chỗ sắt này.
sẵn tiện trở lại đây thì mình sẽ lấy cuốc ra và đào luôn nhá. Ui biết lắm mà, thế nào nước nó cũng tràn xuống. Ok tôi kệ không sao đâu, mình sẽ lượm hết vào và qua đây nung luôn. Có than nữa nè, rồi lấy qua tầm 2 lần thôi, tại vì một cái cục than như vậy thì mình nung được tới 8 item nữa các bạn ơi, nên thoải mái đi. Và mình sẽ đổ nước ra để cho có thêm không gian mà mình đứng nè. Rồi nung lên. Mình sẽ đi qua đây một xíu coi. Mục tiêu xuống đây là tìm kim cương ấy, nên phải cố gắng kiểm tra thật là kỹ để không thôi bỏ sót. Mấy... ui ui. Ôi. May thiệt luôn á, may mà nãy mình múc sẵn xô nước rồi. Trượt... ui ui ui. Mình trượt chân rớt xuống chỗ có lava luôn chứ. Hên thiệt, hên thiệt. Rồi đổ nước ra nè. Và cho thêm than vô đây thôi. Đây, đợi cho nó nung ra và chế tạo áo giáp nha. Bên đây mình cảm giác nó sẽ có kim cương á, nên mình sẽ cố gắng đi qua bên đây và tiêu diệt nốt con zombie này. Đi ra đi, chỗ người ta đang tìm kim cương nha. Đi ra, đi ra. Ui, kiếm đá yếu lắm luôn á, chém mãi mới chết được một con zombie. Rồi, qua tới đây rồi nè. Có sắt bên kia. Đây tiếp tục là một cái ravine. Và có vàng rồi kìa. có vàng rồi. Redstone á, redstone thì giờ mình chưa cần lắm, mình không lấy cũng được. Ở đây lại có sắt và vàng tiếp. Đây là một cái hang nữa. Ồ, không có gì hết, không có gì hết. May quá, ui. Bên kia lại là redstone nữa hả? Ồ, tính ra cái khu vực hang này rất là nhiều khoáng sản luôn các bạn ơi. Ta hồ mà đào luôn á. Nhưng mà mỗi tội là không có kim cương cho mình thôi à. Ui, mới đây xuất hiện zombie hả? Hai con luôn. Ui, con cầm sẻn nữa chứ. Có rơi ra không? Ui, tên cầm sẻn không rơi ra sẻn rồi. Ui, bình tĩnh, bình tĩnh nào. Ui, chưa, giờ lại đằng kia và chế tạo một cái bộ giáp các bạn ơi. Với lại mình sẽ làm thêm một cái khiên luôn đi cho nó an toàn. Chứ giờ đã không có giáp mà còn không có khiên nữa thì đối đầu với mấy con skeleton nó sẽ rất là nguy hiểm luôn. Đây là đây và chúng ta lấy sắt ra và chế tạo thôi. Được 10 rồi hả? Nãy giờ nung lâu vậy ta. Chắc giờ mình sẽ làm một cái khiên trước đi, còn áo giáp thì từ từ làm sao cũng được. Đây một cái khiên nè, để vào. Vậy là chắc cú á. Mình có được 11 sắt thì mình sẽ làm trước một cái áo giáp nè. Giờ mình sẽ lấy thêm một cái nữa để làm thêm đồ ổn nhá. Đây, lấy thêm một sắt và làm một cái đồ ổn luôn. Rồi, giờ thì mình đã có hai món giáp rồi, khá là ổn rồi đó. Ăn thêm một miếng thịt và trở lại khu vực hồi nãy thôi. Mình nghĩ là chỗ nãy sẽ có kim cương, tại vì ở đây là tầng thứ 11 rồi nè. Chưa. Ui, sao cái tên này... À, một hình quá, tưởng đâu mất xô nước chứ. Cái tên này chơi hù hoài luôn á. Chơi vậy có ngày giật mình chết luôn. Rồi, lấy sắt ở đây nữa nè. Ôi, chắc là linh cảm mình sai rồi. Ở đây chưa có kim cương các bạn ơi. Tiếc lắm luôn á, mấy cái hang nhìn như vậy thôi mà không có kim cương ta. Có luli kìa, có sắt. Vậy là không có kim cương rồi. Bên đây thì sao? Đây cũng không có luôn. Cái chỗ lava gì lúc đầu nhìn sợ lắm luôn các bạn ơi, tại vì đồ sắt mà lava nó đốt một cái nhiều khi lại chết luôn á, nên phải rất là cẩn thận mới được. Tìm gì con zombie, tìm gì con zombie nè. Ở đây có sắt nữa. Ui ui, chết. À, định đánh hoa đồng cái gì? Và cái kiếm đá của mình nó cũng gần bị hư rồi các bạn ơi. Mình phải lấy một ít sắt hồi nãy ra và chế tạo thêm một cây kiếm mới mới được. Chiến đấu nó mới tốt. Và đằng... ui, có vàng nữa nè. Một kim cương đâu? Vô đây tìm kim cương mà tìm toàn thấy toàn là sắt thôi hả? Ui, đằng kia là đường hồi nãy kìa. Mà mình phải lấy vàng trước các bạn ơi. Nãy giờ mình đi nhiều khi mình lại bỏ sót vàng á. Vàng lúc đầu mà tìm được thì cứ lấy thoải mái thôi, tại vì cũng khá là nhiều công thức mà mình cần đến vàng. Nhưng mà giờ vẫn tập trung là vào việc tìm kim cương hơn. Ui no, đã ít vàng rồi mà còn bị mất nữa. Ui đen rồi. Ở đây có thêm vàng nữa nè. Mình sẽ đi nốt luôn. Bên kia còn đường nữa ta. Bên đây thì sao? Ôi mình kiểm tra kỹ lắm luôn á. Mỗi cái hang mình đều kiểm tra đến đường cuối cùng luôn. Nhưng mà không có một viên kim cương nào cho mình hết. Ôi, trong khi đây là một cái hang cực kỳ rộng và dồi dào khoáng sản. Nhưng mà có điều không có kim cương thôi. Ủa? Ủa ở trên sao có ánh sáng ta?
ra cái này nó kỳ lạ thiệt á. Rồi đừng cùng luôn rồi. Và mình cũng đang hết than đúng không? Mình sẽ lấy ít than ở cuối đường này luôn nha. Để sau khi quay lại thì chúng ta còn có đuốc mà cắm nữa. Đây mình sẽ đào ít như vậy và làm thêm những cây đuốc thôi. Rồi được 17 cái đuốc rồi. Giờ thì đi tiếp thôi nào. Trên đường trở lại thì mình sẽ lấy ít sắt khi mình gặp nhá. Ở đây còn nữa nè. Ồ, tiếc kia luôn á, mình cứ đặt rất là nhiều niềm tin vào cái hang này. Rốt cuộc không cho mình viên kim cương nữa, đúng buồn luôn. Bên đây coi, kiểm tra dưới này luôn. Dạ, đi ra. Không chăn gian được các mọi người. Tưởng đâu chỉnh góc nhìn thứ ba mà mình nhìn được dưới kim cương á thì tiền cũng mèo luôn á. Vậy thì tìm kim cương sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều, tại vì nhiều khi kim cương nó lại núp ở dưới lava các bạn ơi. Phải dùng kính đặc thì mình mới có thể phát hiện được. Nhưng mà nếu mà dùng cách hồi nãy được thì hay biết mấy. Nhưng mà không sao đâu, giờ thì mình sẽ... Mình gặp được Luli nè. Hình như nãy giờ mình chưa đào Luli đúng không ta? Mình phải có Luli thì mới có thể enchant được các bạn ơi. Nên bây giờ thì mình sẽ lấy một ít về nhá. Rồi đào gì cho chắc cú đi, để không thôi lọt xuống lava như hồi nãy. Đổ xuống nước không kịp là tới nào cũng chết cháy dưới lava thôi. Và mình được 11 level với được 40 cái Luli luôn nè. Luli đào ra rất là nhiều luôn á, nó chỉ thu redstone thôi các bạn ơi. Và hình như có vàng nữa kìa. Để mình lấy sắt ở đây trước cái đã, rồi sau đó tới lại đằng kia và lấy vàng nhá. Đây, trèo qua đây một cái, lấy vàng luôn. Ui sao có một vậy? Đã cho nhiều nhiều xíu đi, cho có một mà. Rồi. Đúng một luôn. Chịu thua luôn á. Rồi giờ mình sẽ lấy nốt chỗ này rồi sau đó trở lại cái chỗ nấu sắt hồi nãy để chúng ta chế tạo full một bộ giáp sắt nha các bạn. Ui, đừng làm như vậy mạnh bạn. Ui, suýt nữa thì mình bị tên này bắn lén chết rồi. Nguy hiểm thiệt luôn á. Rồi bây giờ thì mình đã trở lại cái chỗ nấu sắt rồi nè. Mình sẽ lấy sắt ra và chế tạo một bộ giáp sắt nhá. Đây là một cái nón cũng như là một cái quần. Rồi còn dư một sắt hả? Chắc bây giờ mình sẽ nung ra thêm một quặng nữa đi, để mình có thể chế tạo một cái cây kiếm bằng sắt cho nó tốt nhá. Rồi giờ thì làm một cây kiếm thôi. Nhưng mà hết que mất tiêu rồi. Đây có thêm que và ten ten. Có được một cây kiếm sắt luôn. Nhưng mà rìu mình cũng lỡ nung luôn rồi, nên chắc mình sẽ làm một cây rìu mới bằng đá tạm đi, để mình có thể chặt cái bàn chế tạo nhanh hơn nè. Cũng như là sau đó mình sẽ lấy cái lò nung và đi lên trên cái khu mỏ bổ quan thôi. Tại vì mình nghĩ ở trên đó sẽ có rất nhiều điều để mình có thể khám phá trởn, nhất là mấy cái xe mỏ. Xe mỏ thì sẽ xe mỏ thì nó sẽ chứa rương và mình có thể lút trong đó. Nhiều khi mình lại may mắn và gặp được kim cương thì sao? Tại sao thỉnh thoảng mình lại không chặn được phát bắn của con Skeleton ta? Kỳ lạ thiệt á. Rồi giờ thì mình sẽ bắt lóc và trèo lên trên thôi. Ui, đang trèo lên thì một con Skeleton nó bắn mình xém rớt ở dưới rồi. Nguy hiểm ghê luôn á. Lẹ. Rồi trèo lên. Ui. nguy hiểm thiệt. Rồi đã lên tới trên này rồi nè các bạn ơi. Ôi, trên này nhìn xuống thì có rất là nhiều hang con ở trong khu vực này luôn á. Thảo nào quái nó cứ xuất hiện và nó cà khịa bên ngoài. Thôi kệ bằng kệ con quái đó đi, mình sẽ tập trung vào việc làm khoáng sản trong các khu mỏ này. Và trong khu mỏ thì có rất là nhiều khoáng sản ở hai bên như vậy nè, mình có thể đào thoải mái mang về luôn. Thức ăn mình cũng giờ cũng gần cạn kiệt rồi, chỉ còn đúng có 4 miếng thịt heo thôi á. Hết cái này chắc mình sẽ ăn thịt zombie đỡ đi, chứ giờ đâu còn thức ăn để ăn đâu. Ở đây thì nó lại nói với một cái hang á ta. Dưới hang này có kim cương không? Cái hang này tầng mấy rồi? Cái này là tầng 25 rồi, khá là cao nên thôi mình sẽ trở lại cái khu mỏ đi. Ui, nhưng mà khoan, không bỏ sót vàng được. Lâu lâu mới gặp vàng á nên phải lấy mang về. Cạnh vàng còn có sắt nên mình sẽ lấy luôn nha. Đây là một cái hang khác hả ta? Chắc mình sẽ làm dấu ở đây đi, rồi từ từ mình sẽ trở lại khám phá sau. Còn giờ thì mình sẽ lấy hết chỗ này và trở lại cái khu mỏ thôi, để không thôi một hồi mình mãi mê khám phá cái hang á lại quên đường trở lại khu mỏ thì chết á. Đây còn sắt nữa, thôi mình sẽ lấy luôn đi. Giai đoạn đầu á mà chúng ta gặp sắt thì nên lấy hết các bạn ơi, để mình có thể có thật là nhiều sắt và sử dụng trong thời gian sắp tới, đỡ phải đi đào mỗi khi cần thiết ấy.
rồi, đào xong rồi. Và lấy nốt chỗ này nữa. Và mình sẽ cố gắng tìm được kim cương sớm nhất có thể. Tại vì giờ mà chưa có cúp sắt, ủa cúp bằng kim cương á, thì chúng ta sẽ rất là khó khăn, nhất là trong việc đi xuống Nether luôn. Ủa cái đó là cái đó phải xem mỏ không ta? Mình phải có cúp kim cương á thì chúng ta mới có thể lấy được hắc diệm thạch và đi xuống Nether được các bạn ơi. Ồ, phải cái rương rồi. Ủa sao đây lại có hoa? Ủa sao đây lại còn có hoa nữa? Có hoa dưới lòng đất à? Ôi mình... mình cần phải đổi ra một ít cái ván trước nè. Đổi ra que sau đó làm thêm đuốc các bạn ơi. Đây mình có được 28 cây đuốc và cắm tiếp thôi. Kỳ lạ thiệt. Mình không ngờ. Ui con nhện độc. Ây da. Ui chạy. Rồi, chúng độc ơi. Con nhện độc mạnh lắm. Ui độc nó mạnh thiệt luôn á. Chết rồi, độc mười mấy giây luôn. Rồi xong mình rồi. Ui tự nhiên gặp đúng cái hang nhện độc chứ. Ăn cục thịt này đỡ đi, lấy độc thì độc các bạn ơi. Ồ, hết rồi, may quá. Tưởng đầu nãy nha, chúng độc chết rồi chứ. Ủa đây có sắt này nè. Giờ chưa có giáp xịn á, tốt nhất không nên đụng vào mấy cái hang. Ui nãy giờ mình chế tạo giáp mà mình quên mặc. Ôi ơi, vừa đúng nớp luôn á. Đây, đập. Rồi, nghỉ đẻ. Rồi, mình đã đập được cái spawner của con nhện rồi. Chưa. Đứng ở đó hả? Cà kiện. Ui, là bị đánh rồi. Ui, đừng. Ui, làm ơn. Ui, còn 5 giây thôi, cố lên, gán trụ qua cái cân độc này mới được. Hên quá. hết độc rồi. Ui, mấy con nhện độc nó nhỏ xíu à, mà nó còn nhảy nữa. Cực kỳ khó để có thể đánh trúng nó luôn á. Rồi, giờ thì mình sẽ đi tìm những cái chỗ còn lại trong cái khu mỏ này nhá. Mình thắc mắc nãy giờ sao mình không gặp cái xe mỏ chứa rương nữa hết ta. Thường thường khu mỏ thì có nhiều mấy xe mỏ đó lắm luôn ấy. Đi, nãy giờ vẫn chưa gặp cái xe mỏ nào hết trơn. Đúng buồn luôn á. Rồi, giờ thì mình sẽ lấy hết sổ sắt này cũng như là ăn vô miếng thịt nhá. Để cho nó hồi máu lại. Bây giờ bị nhện độc cắn quá trời rồi nè. Ui. Mình nhập cái dungeon rồi nè các bạn ơi. Chỗ này hình như có lòng spawn của con nhện hay sao ấy. Chưa, để mình tiêu diệt nốt con này và trèo lên trển thử coi. Ủa đúng rồi. Spawner của con nhện. Ok, mình sẽ phong ấn nó lại và lấy đồ trong này thôi. Có bánh mì, thịt zombie, đĩa nhạc không cần nè, xương và thuốc súng. Còn bên đây thì cho mình thêm ít sắt cũng như là giáp ngựa. Được nha. Sắp tới thì mình sẽ tìm một em chiến mã để có thể mặc cái áo giáp này. Và đồng thời nó cũng dẫn mình tới một cái hang nào đó. Nhưng mà thôi đi, mình sẽ không khám phá hang đâu. Mình sẽ trở lại cái khu mỏ của mình để tập trung vào việc tìm những cái xe mỏ chứa rương nha. Ui, đi một hồi thì mình lạc qua một cái hang và con này nó cầm một cây cung enchant kìa các bạn ơi. Ui, đánh đi zombie, đúng rồi. No, tại sao vậy? Tại sao để đánh zombie? Ui, bắn không thương tiếc luôn á. Bắn xong cái zombie nằm một đống luôn rồi. Ui, thiệt tình con skeleton kia luôn. Rồi, giờ thì mình sẽ đi tìm ít than để mình chế tạo thêm đuốc nha các bạn. Chứ giờ mình hết đơn đuốc rồi. Ui, cổ cho cái anh zombie ghê luôn á. Chiến đấu giùm mình thôi mà cũng bị liên lụy nữa. Rồi luôn, cây cúp của mình nó cũng gãy mất tiêu rồi. Sẵn tiện đây thì mình sẽ làm luôn một cái cây cúp sắt mới nha. Tên, cây cúp sắt thứ hai nè. Rồi, giờ full đầu bên và chúng ta có thể thoải mái đào tiếp rồi. Ui, ở đây có cái spawner của con nhện hang nữa nè. Mình sẽ đạp để đừng cho nó đẻ ra nha. Chứ nó đẻ ra là thế nào cũng phiền phức cho coi ấy. Ở phía dưới có một chỗ nào đó khá là sâu kìa. Ui. Ý, lại là skeleton hả? Lại là skeleton nè. Lần này thì mình đã tiêu diệt được rồi để trả thù cho anh bạn zombie hồi nãy. Giờ thì mình sẽ xuống dưới này một cái coi. Ui, chỗ này nó khá là sâu nè các bạn ơi. Tầng thứ 12 luôn. Ở đây nhiều khi mình lại gặp được kim cương á. Mấy tầng thấp này thì mình nghi ngờ dữ lắm luôn. Ủa, cái này là một cái đường mới nữa hả? Chứ không phải cái đường cũ hồi nãy mình đi hết ta.
Ồ, được được được, sẵn tiện khám phá luôn. Ủa? Ủa chỗ này quen quen ta. Hình như mình đi rồi, chỗ này mình đi rồi. Thì ra đây chỗ cũ các bạn ơi. Nhưng mà mình đi xuống từ một hướng khác nên nhìn nó hơi lạ lạ ấy. Thôi kệ, bây giờ mình sẽ lấy một ít redstone rồi sau đó đi lên các bạn ơi. Chứ nãy giờ mình đi gần hết cái khu mỏ bỏ hoang rồi mà vẫn chưa tìm thấy được một cái xe mỏ chứa rương nào luôn á. Hôm nay có vẻ không được may mắn cho lắm. Kim cương thì cũng không ra mà xe mỏ chứa rương cũng không thấy luôn. Rồi giờ thì mình sẽ tìm đường và trở lên mặt đất nha các bạn. Rồi. Cuối cùng cũng lên tới mặt đất rồi các bạn ơi. Rồi để coi nào. Ủa? Ủa đây là đâu đấy? Ui chết rồi, lạc rồi, lạc rồi. Hồi nãy đi mình chưa có lưu tọa độ nhà của mình nữa. Ủa? À đây đây đây. May quá may quá, lên ngay gần nhà mình luôn chứ. Rồi giờ thì mình sẽ dọn dẹp đồ lại một cái trước khi chúng ta làm công việc tiếp theo nha các bạn. Rồi giờ thì mình sẽ lấy cây kéo tẻ nè, kết hợp với một cái lửa trại mà mình vừa chế tạo được để chúng ta có thể tiến hành đi lấy mật ong nha các bạn. Hôm nay đi lấy mật ong nhưng mà hơi nguy hiểm một xíu. Nếu mà không chuẩn bị trước một cái lửa trại như vậy á, khi lấy mật ong thế nào đàn ong cũng sẽ giận lên rồi dí đánh mình liên tục luôn ấy. Mà khi bị ong đánh thì chúng ta sẽ bị trúng độc nha, cho nên rất là cẩn thận mới được. Hôm trước thì mình có gặp một cái tổ ong. À đây đây đây, tổ ong bên đây nè. Rồi giờ thì lại đây và lấy mật ong thôi. Hiện tại thì mình cũng hết ăn mất tiêu rồi. Một xíu chắc mình sẽ đi săn một ít thịt để đem về nung lên ăn thôi các bạn ơi. Nó ong kìa các bạn ơi. Rồi, ăn thêm miếng thịt sân bay nữa nè. Sau đó thì mình sẽ đào một cái lửa trại ở phía dưới. Như vậy cho khói nó bốc lên á. Ui. Bực mày quá, không sao Kìa, ông chạy xuống rồi kìa. Wow. Rồi, ui. Ui, đừng có lũi vô trong rỗng, nguy hiểm lắm. Đi ra đi. Ủa, mấy ông làm gì vậy? Đi ra chỗ khác. Rồi, lấy một ông thôi. Đó, ông đâu có giận mình đâu các bạn. Khi sau khi lấy xong thì chắc mình sẽ đập cái này ra. Tránh trường hợp mấy ông lũi lũi vô một hồi rồi bị chết cháy ấy. Vậy thì không tốt đâu. Và mình cũng đã được sáp ong rồi nè. Với cái sáp ong thì mình có thể chế tạo được khói sáp ong. Hoặc là... Hả? Hình như nếu chúng ta dùng cái lọ thì chúng ta sẽ được lọ mật ong và có thể đổi ra đường các bạn ơi. Nhưng mà giờ thì mình cần phải lấy một ít hoa nè. Sau khi lấy mật ong xong thì phải cho mấy bé ong này ăn lại, cho hồi máu với lại mau đẻ. À không, mau làm cái mật ong cho mình tiếp nha. Rồi. Ui bé ong con nè, dễ thương cực luôn á. Như vậy thì đàn ong này đã có 4 con ong rồi. Và con ong hồi nãy đâu rồi ta? Hồi nãy mình thấy có một con ong nó bị mất máu ấy. Con này đúng không? Ờ đúng rồi, con này nè, nãy nó bị mất máu nè. Rồi giờ mình đã có được cái sáp ong rồi. Và với cái sáp ong này thì mình còn có thể chế tạo được một cái giống như là cái tổ ong rồi đó các bạn ơi. Nhưng mà do chính tay mình tạo ra chứ không phải là tự nhiên như vậy. Đây nè, tổ ong nhân tạo. Cần 3 sáp ong và 6 ván gỗ. Không biết nếu như vậy thì mình có thể nhân giống được đàn ong không ta? Ờ hé, hay là mình sẽ thử ta. Được được á, được á. Bây giờ mình sẽ chặt thử một cái cây gỗ bạch dương này đi. Chặt hai ván mới đủ. Rồi mình sẽ lấy hết cái cây này luôn đi. Sau đó thì mình sẽ xuống dưới và đổ ra ván. Và mình sẽ làm một cái tổ ong nhân tạo nhá. Mình đặt đặt cái luôn này luôn nè. Hy vọng mình sẽ có thể nhân giống đàn ong ra. Rồi giờ thì làm một. Ui, tiếng gì vậy? À, như tiếng con ong chui vô trỏng các bạn ơi. Hay là ủa ông mặt ông chưa tạo xong mà. Vậy là tiếng hồi nãy là tiếng của con ong khi chui vào tổ á. Rồi giờ thì mình đã có thể chế tạo được một cái tổ ong nhân tạo rồi nè. Mình sẽ đặt cạnh cái này luôn. Nếu tổ ong nhân tạo thì lúc mình lấy mặt ong không biết có bị quánh không ta. Cái này thì để từ từ khi nào mà mấy cái ông này làm việc chăm chỉ rồi tạo ra mặt ong á thì mình sẽ lại lấy thử nha. Như vậy trong ngày hôm nay thì chúng ta đã lấy được những cái mật ong đầu tiên rồi và đã dùng để chế tạo tổ ong nhân tạo. Khi nào có thêm thì mình sẽ lại và thu hoạch tiếp. Còn giờ thì mình sẽ đi khám phá xung quanh một xíu để coi coi có gì đặc biệt không nhá. Với lại sẵn tiện đây thì mình sẽ đi săn thêm một ít thịt luôn nè, đem về ăn chứ giờ mình toàn là cạp thịt zombie để sống qua ngày không à. Ở đây thì có rất là nhiều bé cừu luôn nè, mình sẽ lấy một ít về. Và bên khu rừng này thì nhiều khi chúng ta lại gặp được cái quả mông ngọt ấy, dùng để ăn cũng khá là tốt. Nên bây giờ chắc mình sẽ ghé qua cái khu rừng gỗ Vân Sam này luôn nhá.
Bên khu đồng bằng này thì mình nghĩ chắc sẽ có dân làng á các bạn ơi, tại vì mấy ngôi làng này thường thường nó ở vùng đồng bằng không à. Nhưng mà trước tiên thì mình cần phải tìm cái đây đây quả mông ngọt nè. Vào rừng hái quả mông ngọt rồi các bạn ơi. Ủa, nhiều khi mình lại gặp được mấy bé cáo nữa. Đúng rồi, tại vì rừng Vân Sam chính là nơi ở của mấy bé cáo mà. Được á, được á. Ủa, ở đây có mấy bé heo nè. Ồ, lại lấy thịt thôi các bạn ơi. Có thể ăn rồi, đỡ phải cắn thịt zombie rồi đó. Ồ, có bé heo con hả? Đây mình sẽ lấy thịt bé heo này đi. Có bé heo con mình sẽ không lấy thịt đâu. Rồi, được hai miếng thịt heo luôn. Bên đây coi. Hy vọng rằng sẽ gặp được bé cáo các bạn ơi. Trong rừng này dễ gặp bé cáo cực luôn á. Nhưng mà mình phải chịu khó đi tìm một xíu. Ở đây có nhiều hoa vậy ta? Chắc mình sẽ lấy một ít hoa về quá à. Lâu mình còn hoa cho đàn ông của mình ăn nữa. Mà quên, ông thì cực kỳ thích hoa đúng không? Hay là mình sẽ làm một cái vườn hoa nhỏ nhỏ ở dưới cái cây ta, để mình nè 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 mấy bé cáo nè, mình sẽ mang hoa này về làm vườn hoa cho mấy nhà bé ông của mình nhé. Rồi cáo con ngủ trưa kìa, ui cáo mẹ cũng vậy luôn. Ổng ngay luôn các mọi người. Ui, đằng kia có một con cáo nữa, chắc cái đó chắc cáo bố á. Rồi cho ăn nha. Nè cho cáo to ăn nè. Mình sẽ chừa khoảng 3 quả mình mang về mình nhân giống thôi. Còn cáo mẹ thì chịu khó nằm ngủ thôi nha. Cho cáo con ăn để mau lớn. Rồi giờ mình sẽ ra đi trong sự lặng lẽ, cho đàn sói tiếp tục ngủ nha. Khi nào mà mình có sợi dây á thì mình sẽ cố gắng dẫn mấy bé cáo về nhà để nuôi nha các bạn. Tại vì cáo con sau khi mình cho nhân giống ra thì sẽ rất là ngoan, không có nhát như là cáo mẹ đâu. Ồ, ở đây thì nó đã gần tới vùng biển rồi nè. Hình như đây là vùng biển ấm các bạn ơi. Màu nước biển nó khá là xanh trong luôn á. Ui có cá kìa, có cá kìa. Hay là mình sẽ bắt một con cá mang về ta. Giờ dưới cái hồ của mình nó không có con cá nữa trơn các bạn ơi. Mình đã được thành tựu chiến thuật câu cá rồi kìa. Và xuống biển mà không có thuyền thì hơi khó vậy ta. Hay là mình sẽ làm một cái thuyền đi. Sau đó mình sẽ ra biển đi một xíu nha. Biết đâu được mình lại tìm được một cái con thuyền bỏ hoang thì sao. Có được con thuyền thì chúng ta có tỷ lệ hay nhặt được bản đồ kho báu luôn. Rồi giờ thì làm một cái thuyền gỗ bạch dương nè. Lai lại cái bàn chế tạo sau đó ra khơi thôi các bạn ơi. Tuyệt cú mèo, tuyệt cú mèo. Ồ đúng rồi, đây là vùng biển ấm hay sao nè. Ui, có biển, có biển, có biển. Lấy cò biển về nhân giống luôn nha. Có cò biển này chúng ta có thể à không, tảo bẹ chứ, cái này là tảo bẹ chứ không phải cò biển, nhầm rồi. Cò biển thì chúng ta mới cho rùa ăn được, còn tảo bẹ này dùng để chế tạo cái khói hoặc là nung lên á, nung lên thì chúng ta cũng có thêm thức ăn. Ui rừng. Ui mình rần rừng nhiệt đới luôn nè các bạn ơi. Wow, rừng khu rừng này thì chúng ta cũng có thể tìm thêm được một loại cây trồng mới, đó chính là dưa hấu cũng như là cá cao. Đây nè, cá cao nè. Tuyệt vời, tuyệt vời. Lấy về một cái thôi, sau đó mình sẽ nhân giống từ từ lên nhá. Sẵn tiện đây mình sẽ nghĩ qua một đoạn coi coi có gặp quả dưa hấu nào không, để mình còn lấy về. Có tre luôn. Wow, tuyệt vời. Có tre thì chúng ta sẽ không lo về việc thiếu que sử dụng trong thời gian sắp tới đâu các bạn ơi. Tại vì tre là nguồn cung cấp que rất là dồi dào luôn. Thích nha, thích nha. Rồi, giờ còn thiếu đúng cái quả dưa hấu thôi á. Giờ mà gặp quả dưa hấu nữa là hết sảy. Coi nào. Trời cũng rần xuống biển rồi kìa. Mình phải tranh thủ tìm cái quả dưa hấu rồi sau đó về nhà ngủ thôi. Chứ màn đêm buông xuống là hơi bị mệt đó nha. À đây có quả cacao chín nè, mình sẽ thu hoạch đi để cho nó còn ra ra thêm nữa. Đây được 5 quả cacao luôn. Ủa không có dưa hấu hả? Ủa, chắc mình phải lượn thêm vài vòng nữa để tìm quả dưa hấu thôi các bạn ơi. Chứ vô rừng mà không, đây đây dưa hấu nè. Ui chết rồi, chết rồi. Lâm tặc, lâm tặc, lâm tặc, trong rừng có cướp rồi. Cướp trong rừng chứ là lâm tặc đó các bạn ơi. Ui nguy hiểm quá. Vô đây mà cũng không thoát được với mấy tên cướp đó chứ. Ui mấy bé vẹt nè. Ồ, có vẹt luôn. Chưa chưa để mình thử vận may nhá. À đây 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 còn nè, đây còn nè. Mình sẽ lấy thêm một ít cái quả cacao nữa. Mình chừa một quả thôi, một xíu mình sẽ lấy về để nhân giống. Còn giờ thì mình sẽ thử dụng chính cái quả này để coi có trùng hợp được bé vẹt nào không nhá. Ngoan 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 nha, ngoan ngoan anh thương. Ui vẹt không có ăn quả cacao. Ui tiếc quá.
Không sao không sao, mình sẽ ghi nhớ tọa độ này rồi từ từ mình sẽ trở lại đây để mình có thể thuần phục mấy bé vẹt nha các bạn. Còn giờ thì mình sẽ lội về nhà để ngủ thôi, chứ giờ ban đêm nè, không về nhà ngủ thì rất là nguy hiểm luôn. Rồi hẹn gặp lại các bạn khi mà mình trở về nhà nhé. Rồi mình đã về tới nhà rồi đây, và giờ thì mình sẽ nướng những cái miếng thịt mà mình tìm được trong ngày vừa qua để mình ăn nhá. Như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã có một chuyến đi mai để tìm thêm khoáng sản, nhưng mà thật đáng tiếc là mình chưa có kim cương các bạn ơi. Từ từ thì mình sẽ cố gắng có thêm một chuyến đi mai nữa để tìm kim cương nhá. Và đặc biệt hơn thì mình đã có thể lấy được mật ong cũng như là làm được một cái tổ ong nhân tạo rồi, vậy là sắp tới chúng ta sẽ có thêm nguồn mật ong để sử dụng trong thời gian dài luôn. Và trong thời gian sắp tới thì mình sẽ cố gắng nhân giống cái đàn ong ra để chúng ta có thêm thật là nhiều ong nhá. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.